Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Dương Dê, mình là Minh Kha đây. Và hôm nay thì mình đang có trên bàn đây chiếc Galaxy S20 FE và chiếc iPhone 11 để làm video speed test cho các bạn đây. Xem rằng là thử một cái khoảng thời gian dài như thế rồi, cả hai chiếc máy này dù sao thì nó cũng nằm ở cái ngưỡng là khoảng 1 và gần 1 năm tuổi rồi, nên thành ra là bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test lại cái phần tốc độ để xem là hai chiếc máy này nó đã gọi là đuối ở thời điểm hiện tại chưa các bạn nhé. Và trước khi đi vào chi tiết video thì mình cũng xin cảm ơn Hoàng Hà Mobile đã hỗ trợ cho mình chiếc Galaxy S20 FE để thực hiện video này. Mọi thông tin chi tiết các bạn cứ kích vào đường link phía dưới mô tả video để tham khảo nhé. Chiếc Galaxy S20 FE này đang có một cái chương trình khuyến mãi cực kỳ lớn khi mà mức giá của nó giảm thẳng xuống tới 4 triệu đồng. Giảm rất là sâu như thế, từ 15 triệu xuống chỉ còn 11 triệu thôi. Thì những bạn nào đang quan tâm về cái chiếc máy này có thể kích vào đường link phía dưới mô tả video để tham khảo chi tiết hơn nhé. Quay trở lại với nhiệm vụ chính của ngày hôm nay thì bây giờ mình sẽ tiến hành show cho các bạn xem là về cái phần đa nhiệm này. Cả chiếc máy này đều không có gì cả. Một bên sẽ là Snapdragon 865 và một bên sẽ là con chip A13 Bionic. Trong video của ngày hôm nay thì sẽ còn có thêm phần test đa nhiệm nữa các bạn nhé. Ở đây thì mình sẽ show cho bạn xem này, về phần đa nhiệm là gần như sẽ không có gì. Chắc chắn là không có gì rồi, chứ không phải là gần như, cái này là mình bị liệu thôi. Ok, rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi vào phần speed test luôn các bạn nhé. Đầu tiên đó chính là app Antutu Benchmark. Thì với cái app này là chúng ta đã gọi là có quảng cáo trên cái iOS rồi. Đấy, về mặt điểm số thì ở đây này, nhìn chung là có một cái sự chênh lệch rất là rõ. Không biết là cái app Antutu này nó có tư thù gì với cái iOS không? Mình nghĩ là có không ta? Đáng lý là phải có tư thù với lại Android chứ, cơ bản là Android thì nó đã chặn trên Google Play rồi, cộng đối với lại iOS thì nó cũng bình thường mà. Thế nhưng mà cái điểm số Antutu của cái chiếc iPhone 11 này nó lại thấp hơn so với lại Snapdragon 865 có trên cái chiếc Galaxy S20 FE. Hơi tí một tí đúng không nào? Đó, chênh lệch về cái phiên bản thì thật sự là nó cũng sẽ nâng điểm hơn, nhưng mà điểm GPU thì nó sẽ cách biệt khoảng là 30.000 điểm như thế. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tựa game Subway Surfer. Ồ, như vậy là chiếc iPhone 11 đã vào trước rồi. Tiếp tục nào. Power Ranger. Phản hồi rất đều nhau các bạn nhé. Xem nhau luôn này. Cả hai chiếc máy này thì đều đã được mình đăng nhập Google trò chơi cũng như là Game Center rồi. Tuy nhiên thì đến cái phần này thì iPhone đã chuyển cảnh trước, rất là cách biệt. Rồi, như vậy là chiếc iPhone 11 của chúng ta đã vào trước rồi. Tiếp tục nào. Zombie Tsunami. Đối với tựa game này thì iPhone đã vào sau. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tựa game Asphalt 123. Phản hồi của iPhone rất là nhanh các bạn nhé. Đều. Traffic Rider. Rất nhanh đến từ cái chiếc Galaxy S20 FE. Gangstar 4. Wow. Ui, chuyển cảnh rất nhanh luôn các bạn nhé. Cả hai chiếc máy này nó giống như là đang bước vào một cái cuộc đua rất là cam go và nó đang thể hiện hết sức mình luôn. Wow, iPhone rất nhanh này. Khủng khiếp thật. Này cũng không kém luôn. Đường dài thì mới biết ngựa hay. Và rất bất ngờ khi mà iPhone chuyển cảnh trước nhưng mà vào trước thì lại Galaxy S20 FE. Tuyệt vời. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tựa game Angry Birds 2. Không biết cái chiếc máy nào sẽ vào trước đây. Mình nghĩ là mình chưa kịp nghĩ ra các bạn à. Và như vậy là chiếc Galaxy S20 FE đã vào trước. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tựa game Real Racing 3. Ai sẽ vào trước đây? Ok, như vậy là cái chiếc Galaxy S20 FE đã vào trước rồi. Rất cách biệt luôn. Tiếp đến sẽ là Candy Crush Saga, cũng là tựa game cuối cùng có trong video của ngày hôm nay. Lần này thì chiếc iPhone 11 đã vào trước rồi. Điểm số như vậy thì về phần speed test thì chúng ta có thể thấy rõ trên màn hình rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần đa nhiệm các bạn nhé. Đây. Đến với cái phần đa nhiệm thôi nè. Đó, ok. Antutu này. Cái chiếc máy này chắc chắn nó sẽ reload lại. Subway Surfer. Ồ, iPhone 11 vẫn còn nhá. Power Ranger. Power Ranger thì cả hai chiếc máy này đều reload lại. Zombie Tsunami. Ok luôn. Asphalt 8. Rất tuyệt vời. Traffic Rider. Ngon luôn. Gangstar 4. Không có sự khác biệt. Angry Birds 2. Nó cũng thế. Ồ, như vậy là chiếc Galaxy S20 FE đã bị đuối sức ở tựa game Real Racing 3 rồi. Rồi, như vậy thì chúng ta... Ồ, iPhone 11 có vẻ là không biết vì sao đây. Nhưng mà mình nghĩ rằng là nó sẽ không phải là dạng reload lại đâu. Mà nó đã vào thẳng luôn rồi đó. Rồi, như vậy thì kết quả nó cũng đã hiển thị rất rõ trên màn hình. Vậy thì còn các bạn nghĩ sao thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận video nhé. Các bạn thấy rằng là về khả năng đa nhiệm của chiếc Galaxy S20 FE có tốt hay không, hay cũng như là iPhone 11 với 4GB RAM nó có thật sự là bá đạo hay không, thì cứ comment phía bên dưới mô tả video nhé. Ok, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.